Bộ Công Thương vừa công bố kết luận thanh tra chuyên ngành về cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan như các đơn vị chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện, làm giảm khả năng cung cấp điện, không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 và các chỉ đạo liên quan về kế hoạch cung ứng điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng, việc điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm, vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023 từ những tồn tại hạn chế khuyết điểm vi phạm nêu trên bộ công thương đã đề nghị và yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với evn các cá nhân có liên quan đề nghị evn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước đối với ban tổng giám đốc các ban tham mưu các đơn vị thành viên và cá nhân tập thể có liên quan tập đoàn công nghiệp than khoáng sản và tập đoàn dầu khí việt nam căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo tổng công ty điện lực tkv tổng công ty điện lực dầu khí việt nam tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định kết luận thanh tra cũng nêu rõ cục điện lực và năng lượng tái tạo cục điều tiết điện lực cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp vụ dầu khí và than tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra giám sát trong lĩnh vực được giao tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có sai phạm nếu có bộ công thương yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí việt nam tập đoàn công nghiệp than khoáng sản và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong quản lý và điều hành cung cấp điện nêu tại kết luận thanh tra chủ động khắc phục các tồn tại hạn chế kịp thời không để tình trạng thiếu điện tiết giảm điện trong thời gian tới